Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn hô ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rị Na Bà Lô Kiết Đê Thuyết Bát Ha Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. Nhưng bạn biết rằng lịch sử phát triển phương Đông và phương Tây nó cũng hoàn toàn khác nhau các bạn. Thì theo phương Tây thì những cái thứ mà khoa học thực nghiệm người ta chứng minh được thì người ta mới tin. Còn những cái thứ mà tâm linh huyền bí, những cái thứ mà khoa học cũng chứng minh được thì người ta không có tin các bạn. Đại thống xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đại thống. Lời đầu tiên là Đại thống chúc cho tất cả các bạn sức khỏe công việc cuộc sống tốt đẹp ha. Thì hôm nay trong cái chuỗi review sách hôm nay thì Đại thống muốn chia sẻ các bạn một quyển sách rất là hay, gọi là quyển sách là hay nhất mọi thời đại, khám phá những giá trị vĩnh hằng, đó là những hành trình về phương Đông các bạn. Hành trình về phương Đông đây chính là một cái quyển sách mà được ghi lại bởi các nhà khoa học, những cái nhóm giáo sư của Hoàng Gia Anh ha. Hoàng Gia Anh được chỉ thị của chính phủ sang phương Đông để nghiên cứu cái đề tài là những cái sự huyền bí và những cái tư tưởng cũng như học những cái điều là huyền bí của phương Đông các bạn ha. Thì cái nhóm giáo sư này phối hợp với các cái giáo sư của Mỹ. Đầu tiên thì nhóm các nhà khoa học này sang Ấn Độ các bạn. Bởi vì các bạn biết là cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là Ấn Độ là thuộc địa của Anh ha. Thì người ta sang Ấn Độ thì xem như là một cái đất nước là nghèo kém phát triển, những cái trò lố là điệp bợm, bói toán, mê tín dị đoan, những cái đạo sĩ tào lao thiên tứ thì khắp trên đường phố. Thì trong một cái thời gian ngắn thì các nhóm những nhà khoa học này thấy là phương Đông có gì đâu mà nghiên cứu, toàn là những chuyện tạo lao thiên tướng thôi, không có nghiên cứu gì ở đó. Thì nhóm các nhà khoa học này là bất mãn, chắc trở về báo cáo Hoàng Gia Anh chắc là không có gì nghiên cứu đó, toàn những thứ tầm bạ không à. Thì tình cờ ấy thì có một người cũng hơi kỳ lạ ha. Anh ta chắc có lẽ theo dõi và cũng biết là nhóm các nhà khoa học này qua nghiên cứu những cái đề tài về tâm linh, về những cái huyền bí của phương Đông. Thì ông ta mách bảo là nếu mà cái bậc chân tu, những cái đạo sĩ, những cái bậc chân tu chân chính thì họ không có bao giờ xuất đầu lộ diện ở những cái nơi tầm bậy tầm bạ biệt bợm như thế này đâu, họ tu thật sự. Thì gây sự tò mò của các cái nhóm nhà khoa học thì lần lượt thì họ gặp những người gọi là đạo sĩ, những người học vấn rất là uyên thâm. Ban đầu thì nhóm này gặp Babu ha. Babu là một trong những đạo sĩ và có học vấn rất là uyên bác. Ông ta đọc sách rất là nhiều, nhà ông thì có 49 phòng sách đủ các chủng loại, những cái sách mà cổ, những cái sách là cổ mấy ngàn năm về trước ha, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Thì sau khi nhóm các nhà khoa học này tiếp xúc với Babu thì vô cùng ngạc nhiên và thay đổi cái tư duy, cái minh triết trong cuộc sống. Tất cả vấn đề trên thế giới này, tất cả xíu khổ giàu có, tất cả mọi thứ là do sự vô minh của con người mà sinh ra thôi các bạn ha. Thì sau khi trao đổi với đạo sĩ Babu này thì nhóm các cái nhà khoa học này rất là ngạc nhiên với những kiến thức uyên thâm, và ngài sẽ cho biết rằng thì những cái điều huyền bí này mà các bậc chân tu, các bậc giác ngộ tìm ra thì là kho học thực nghiệm, chẳng qua là những cái mảnh vụn của kho học minh triết của vũ trụ thôi các bạn. Như Newton thì khám phá ra lực hấp dẫn, tức là trái đất có lực hút, hay là thuyết tương đối của Einstein, hay là những cái định luật khác, thì đó gọi là kho học thực nghiệm. Tức là trong cái vũ trụ này thì những cái điều đó nó đã có sẵn, đã sẵn và xảy ra rồi. Con người chúng ta dùng thần nhãn, tức là những cái nhà bác học rất là giỏi, họ thần nhãn phát triển, trí tuệ phát triển, cho nên họ mới khám phá ra thôi ha. Và sau đó là nhóm mà các nhà khoa học này lại tiếp tục gặp một người rất là uyên thâm, là ông này thì là chữa bất bệnh các bạn, bất bệnh. Ông ta là một doanh nhân rất là giàu có, nhưng mà sau đó là ông tu, ông tạo ra một cái tu viện ha, gọi là tu viện, để là ông ta chữa bệnh bằng yếu tố tinh thần. Tức là tất cả các loại bệnh đó là do người ăn sai, uống sai, ngủ sai, hoạt động sai, tính tham lam của con người ha, người ta suy nghĩ, lo lắng, tất cả mọi thứ ha, nó sinh ra bệnh. Chứ còn vi trùng vi khuẩn thì nơi nào nó cũng có hết trơn. Như vậy chữa bằng yếu tố tinh thần. Như vậy muốn vô cái chữa vô cái viện này là những bác sĩ, là những bác sĩ là bó tay thì vô ông chữa bớt hết trơn. Rất là kỳ lạ ha, là ngạc nhiên của tất cả các giáo sư, những nhà khoa học của Hoàng Gia Anh và Mỹ ha. Và tiếp tục đến một cái nhân vật nữa, thì lần lượt cứ qua các nhân vật các bạn. Cuối cùng qua cái nhân vật là đạo sĩ. Ông ta sống một mình thôi, với kiến thức rất là uyên thâm, uyên bác. Ông ta dùng thần nhãn của mình để tiếp xúc với cõi âm các bạn, khẳng định một điều là có cõi âm. Và ông ta lý giải một cách mạch lạc rõ ràng với một kiến thức uyên bác, là cho các nhà khoa học, là ông dùng thần nhãn của mình nói chuyện với cõi âm. Và ông phân ra cõi âm là 7 cấp độ khác nhau ha các bạn ha. Như vậy khi thân xác này chẳng qua là tạm bợ thôi, cho nên chết mình là điều không có đáng lo ngại ha. Thì để kiểm chứng thì các nhà Phật vô cùng ngạc nhiên với những kiến thức uyên thâm của vị đạo sĩ này. Vị đạo sĩ này không phải là học vấn tầm bạ những cái người mà tu tào lao thiên tướng. Ông ta có cái học vị là tiến sĩ khoa học các bạn, tiến sĩ khoa học tại nước Anh luôn, làm vô cùng ngạc nhiên các nhà khoa học. Ông là tiến sĩ khoa học, ông từ bỏ cái sự nghiên cứu về ngành vật lý của mình và dấn thân vào con đường là nghiên cứu cõi âm và thế giới tâm linh. Thì trong cuốn sách này có một cái câu chuyện vô cùng ấn tượng mà mình muốn kể cho các bạn nghe. Thì có một cái bác sĩ, giáo sư bác sĩ, ông ta là viện trưởng hay là giám đốc bệnh viện. Từ nhỏ khi mà tốt nghiệp đại học y, cậu sinh viên tốt nghiệp đại y, ông là một người luôn luôn đam mê khoa học, đam mê là khám phá và chữa bệnh những cái chứng bệnh là nan y, những cái chứng bệnh lạ thì ông ta rất là tìm tòi nghiên cứu khoa học. Ông ta chữa rất là nhiều bệnh nhân khỏi hết những cái bệnh lạ. Ông là một trong những người được là người Ấn Độ nhưng mà được đề cử là giải Nobel về y học ha. Thì có một lần nữa, một cái điều mà làm cho ông vô cùng đau khổ buồn rầu, đó là một cái cô bé 14 tuổi các bạn. Cô bé 14 tuổi mắc một cái chứng bệnh rất là lạ. Thì sau khi vào bệnh viện thì tất cả các bác sĩ làm tất cả mọi cái xét nghiệm và ông ta hào hứng. Đây là cái cơ hội mình là tiếp tục có thêm động lực, có một cái vấn đề để nghiên cứu khoa học nữa. Nhưng mà cuối cùng làm đủ các xét nghiệm, lập ra một cái hội đồng khoa học để nghiên cứu, nhưng mà cuối cùng là bó tay. Như vậy vị bác sĩ này cũng bó tay. Và vị bác sĩ này bó tay và ông ta rất là chán nản, buồn rầu. Thì ông ta là ngồi trong cái phòng của cái cô bé mà bệnh nhân đó, là chờ cô ta trút hơi thở cuối cùng. Và ông ta rất là buồn rầu, thất vọng, tuyệt vọng ha. Thì tự nhiên ông ta là thấy cái căn phòng đó tự nhiên là có một ánh sáng hào quang rất là khủng khiếp và rất là đẹp, rất tươi mát và rất phấn khởi, phấn khích. Thì ông ta thấy một ánh sáng hiện lên. và có một người đàn bà đứng trước cái giường của cô bé, đứng trước giường của cô bé. Trong cái tiềm thức của vị bác sĩ này thì suy nghĩ là cái người đàn bà có ở đâu rồi. Cuối cùng là ông ta là đó là Đức Mẹ Maria trong Thiên Chúa giáo và quán thơ âm Bồ Tát của đạo Phật ha. Cho nên rất là từ bi bác ái. Và sau đó là sau cái lần mà ông thấy quán thơ âm Bồ Tát hiện thân này và cô bé tự nhiên hết bệnh, cô bé hết bệnh. Sau đó là ông ta là vô cùng kinh ngạc. Trước kia thì ông không bao giờ tin về duy tâm Phật pháp Bồ Tát gì. Dạo này ông vô cùng kinh ngạc và ông ta cầu nguyện và ông ta sống đời là thế về tâm linh ha. Thì lúc đó là các cái bác sĩ và các cái nhà khoa học và các cái công ty dược nhào vô là nói ông chữa hay quá, giỏi quá rồi, ông nên viết ra cái đề tài nghiên cứu lấy tên ông luôn và đoạt giải thưởng Nobel luôn cho vấn đề này. Cuối cùng ông từ chối, ông nói là Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Maria, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ha. Tất cả mọi người mà nói ông khùng mát điên. Cuối cùng ông nói là ông điên hay không ông biết, tức là ông điên hay không là ông biết, chứ còn ông không có giải thích người ta không có nghe đâu, hoàn toàn giải thích người ta không nghe. Và cuối cùng thì ông ta là dùng cái thần nhãn của mình thì ông ta là dùng thần nhãn của mình, ông vô bệnh viện, ông vô bệnh viện ông thấy được rất là nhiều điều ha, thấy là điều ông nối kết với cõi âm và ông tin 100% rằng là có là luân hồi, có là kiếp sau. Cho nên cái việc này ông kể lại thì làm vô cùng ngạc nhiên cho tất cả cái phái đoàn của Hoàng Gia Anh ha, những nhà khoa học. Ông nói một câu rằng thì giờ cái phái đoàn có nguy như thế nào, phải viết sách như thế nào thì cũng chẳng có ai tin đâu các bạn, chẳng có ai tin. Dù sao đi nữa là bạn có một thời gian thì bạn nghiên cứu về cái não bộ của mình ha, là sức mạnh của tiềm thức, sức mạnh của vô thức, chữa bệnh bằng yếu tố tinh thần ha. Thì sau khi sau khi nhóm các cái nhà khoa học, nhóm các nhà khoa học này thì hầu như là gần kết thúc một cuộc hành trình. Và sau đó là báo chí ở Anh người ta viết bài tầm bạ, người ta nói là các cái nhà khoa học là quỳ lạy dưới chân của những kẻ bịp bợm bậy bạ thế này thế kia ha. Cho nên làm là khắp nước Anh và thế. Cho nên đại sứ quán Anh là đưa ra chỉ thị là yêu cầu là chấm dứt không tài trợ cho các nhà khoa học nữa. Cho nên trở về Anh thôi. Thì đứng giữa một cái sự lựa chọn, tức là các nhà kết thúc quyển sách này thì các nhà khoa học vẫn là chưa gặp các cái bậc chân tu của bạn. Các bậc chân tu đang tu ở Hy Mã Lạp Sơn. Thì có nhiều người nói là Hy Mã Lạp Sơn những bậc chân tu chưa xuất hiện, trong đó là các bậc chân tu mọi tinh hoa của nhân loại về duy tâm trong là núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì trong đó là con người sống rất là khỏe mạnh và người ta những cái bậc chân tu đó là sống có thể là mấy trăm năm các bạn, 400-500 năm là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên sau khi mà đại sứ quán Anh triệu tập các cái giáo sư bác sĩ nhóm nhà khoa học này nên chấm dứt và trở về Anh, thì đứng trước cái sự lựa chọn giữa bỏ cuộc trở về hay là tiếp tục nghiên cứu để viết sách. Nếu mà bỏ về các nhóm khoa học Anh bỏ về thì đồng nghĩa là sẽ trao hết những cái công trình lâu nay nằm trong tay của các cái nhà khoa học của Mỹ, cho nên họ đồng hợp tác với nhau, cho nên họ không chịu và cuối cùng là họ không còn sự tài trợ của Hoàng Gia Anh và họ tiếp tục lên đường ha các bạn, họ tiếp tục lên đường đến Hy Mã Lạp Sơn để quyết tâm tìm các cái bậc chân tu. Hy vọng rằng các bạn đọc cuốn sách này rất là hay, mình đọc vô mình cảm thấy tinh thần mình phấn khích và mình tin tưởng những cái điều rất là huyền bí kỳ diệu ha trong cuộc sống ha. Lời cuối Đại Thống chúc cho tất cả các bạn sức khỏe, công việc, cuộc sống tốt đẹp ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn nha.